Xin thân ái kính chào tất cả cô chú anh chị em đến với bài học Kinh Thánh hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài học của ngày 15 tháng 5 năm 2023 với đề tài đó là Ai có tai hãy nghe. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, yêu dấu của chúng con, tạng Chúa giờ này Chúa cho chúng con được học lời của Chúa. Xin Chúa dẫn dắt chúng con để chúng con hiểu được điều mà Chúa muốn dạy chúng con, để chúng con ghi nhớ và chúng con làm theo. Chúng con tạ ơn Chúa, chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc phần Kinh Thánh, đó là trong Matthew đoạn 13 câu 1 đến câu 9. Cũng ngày ấy, Đức Chúa Giêsu ra khỏi nhà, ngồi bên mé biển. Đồng dân nhóm họp xung quanh Ngài đông lắm, đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, còn cả đoàn dân đứng trên bờ. Ngài dùng thí dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Ngài phán như vậy: có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chìm bày xuống và ăn. Một phần khác rơi nhầm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt bị lấp không sâu, liền mọc lên. Xong khi mặt trời mọc lên thì bị đốt, và vì không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc rậm lên, phải nhặt ngồi. Một phần khác nữa rơi nhầm chỗ đất tốt thì xanh trái. Hoặc một hột ra được 100, hoặc một hột 60, hoặc một hột 30. Ai có tai hãy nghe. Chúng ta cùng xem phần bài học mà các mục sư đã soạn cho chúng ta. Câu ghi nhớ là trong câu 3, Ngài dùng thí dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Câu hỏi suy gẫm: Đức Chúa Giêsu giảng dạy cho đoàn dân tại đâu? Ngài dùng phương pháp gì để giảng dạy? Tại sao Chúa nói ai có tai hãy nghe? Chúng ta được nhắc nhở gì qua bài học này? Khi Đức Chúa Giêsu ra khỏi nhà, ngồi nơi mé biển Galilê, một đoàn dân rất đông vây quanh Ngài. Vì vậy, Chúa tận dụng địa hình của biển hồ Galilê để giảng dạy. Chúa ngồi xuống một chiếc thuyền, còn đoàn dân đều đứng trên bờ. Điều này giúp Chúa Giêsu giảng dạy thuận tiện, đáp ứng được cho đoàn người đông đảo. Chúa dùng thí dụ hay ngụ ngôn để giảng dạy. Trong thí dụ người gieo giống và các loại đất, Chúa dùng hình ảnh rất gần gũi với thính giả thời đó, đa phần làm nghề nông, nên họ rất quen thuộc với những cánh đồng phì nhiêu vùng Galilê, quen với hình ảnh người nông dân đi gieo giống và biết rất rõ về hạt giống thường bị hao hụt do đồng ruộng xứ Palestine thời đó có nhiều đá sỏi gai gốc và có cả đường mòn. Tại sao khi kể xong ví dụ Chúa Giêsu lại nói ai có tai hãy nghe trong câu 9? Vì phần lớn người nghe hiểu nội dung, nhưng không phải ai cũng hiểu ý nghĩa sâu nhiệm của ví dụ nếu không được giải thích. Những người thắc mắc là những người nhận biết ý nghĩa không chỉ dừng lại ở bề mặt câu chuyện, nhưng khao khát muốn hiểu biết ý nghĩa thuộc linh để ứng dụng. Nhiều người trong đoàn dân không đến với Chúa với tấm lòng khao khát tìm hiểu. Họ cũng không quan tâm đến nước trời vì không thích hợp với họ. Và thậm chí có người chỉ nghe để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói của Ngài. Họ có tai mà không nghe được tiếng Chúa, nên Ngài nhấn mạnh sau khi giảng, ai có tai hãy nghe. Ngày nay chúng ta có thể có tai mà không nghe chứ. Trong hội thánh có những tín đồ đến nhà thờ nhưng lại không thờ phượng Chúa, chỉ lang thang ngoài sân, hoặc nghe mà không để tâm đến ý nghĩa sứ điệp lời Chúa nhắc mình điều gì. Và tại sao Chúa lại nhắc mình như vậy? Họ chỉ quan tâm đến việc gặp gỡ người này người khác, trò chuyện say sưa với nhau bên trong hoặc ngoài sân nhà thờ. Và cũng có những tín hữu đến nhà thờ không phải để nghe lời Chúa cho mình mà nghe cho người khác. Họ chỉ muốn dùng lời Chúa để dạy dỗ ai đó, nhưng lại không để lời Chúa bẻ trách sửa trị dạy dỗ đời sống mình. Một số tín hữu khác thì đến nhà thờ để nghe lời Chúa, nhưng chỉ muốn nghe những lời thuận theo ý mình, vân vân. Lời Chúa vẫn gieo ra nhưng mà không đi vào lòng những người đó. Họ khác nào có tai mà không nghe được. Xin Chúa cho chúng ta nghe và khao khát được hiểu biết lời Chúa ngày càng sâu nhiệm hơn. Chúng ta cũng cần nhạy bén với sự nhắc nhở từ lời Chúa về những yếu đuối, tội lỗi của mình để sửa đổi. Hãy là người có tai để nghe. Dạ, cảm ơn Chúa. Như vậy thì phần bài học mà các mục sư muốn nhắc nhở chúng ta ngày hôm nay đó là lỗ tai thuộc linh của Chúa anh chị em. Lỗ tai thuộc linh. Ngày hôm nay
Điều là nhìn thấy đó là xung quanh chúng ta có quá nhiều điều để chúng ta nghe. Rất nhiều. Nào là tin tức thời sự thế giới. Nào là những cái thú vui, giải trí, những câu chuyện, những câu chuyện vui hay là chuyện phím hay là game show. Rất là nhiều điều. Nó đã làm cho chúng ta bị nhiễu loạn. Và thậm chí nó cuốn chúng ta vào một cái đam mê nghe một cái điều gì đó. Và rồi lỗ tai của chúng ta không còn thì giờ để nghe lời của Chúa nữa. Hoặc là có những lúc chúng ta nghe lời của Chúa và chúng ta chỉ nghe và chúng ta cảm thấy rằng ồ sao có nhiều đó nói hoài, nghe sao buồn ngủ quá. Bắt đầu chuyển kênh, tức là chúng ta chuyển qua nghe cái gì đó gọi là thích thú cho mình. Tại sao của chúng em? Là tại vì chúng ta đang tiếp nhận những cái điều mà chúng ta nhận đó để phục vụ cho nhu cầu xác thịt, nhu cầu cá nhân, nhu cầu đòi hỏi của chính chúng ta, sự ích kỷ của chúng ta, mà chúng ta không đầu phục Chúa. Chúng ta không tiếp nhận lời của Chúa để phục vụ cho nhu cầu tâm linh của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ đến việc đó là chúng ta có lỗ tai thuộc linh để chúng ta nghe. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Cô chú anh chị em ơi, nếu một ngày nào đó cô chú anh chị em nghe một bài giảng, cô chú anh chị em nghe một phân đoạn kinh thánh, thì dễ lắm chúng ta sẽ bị nhiễu loạn bởi chính cái tiếng nói ở trong lòng của mình. Nó sẽ nói theo cái nhu cầu của mình. Cái đoạn kinh thánh này không phải là dạy mình mà dạy ai đó. Phân đoạn kinh thánh này quen quá rồi, học rất là nhiều lần rồi. Rồi hay là phân đoạn kinh thánh này không có cái ý gì để học. Hay là phân đoạn kinh thánh này khó quá. Rất là nhiều điều như vậy. Và còn có một cái điều mà lại nhìn thấy nữa, đó là Satan nó cũng tìm đủ mọi cách để dẫn dụ chúng ta. Dẫn dụ chúng ta. Có thể chúng ta nghe sự dạy dỗ ở trong lời của Chúa, nhưng mà rồi Satan nó đưa chúng ta đến một cái chiều hướng suy nghĩ sai lệch. Và đây chính là tư tưởng cao quá lẽ. Có những lúc của chú anh chị em có bao giờ rơi vào cái bẫy đó không? Mình đọc kinh thánh và mình cảm thấy rằng ồ, kinh thánh nếu mà học vậy thì đơn giản quá, nếu chỉ bao nhiêu đây thì đơn giản quá, người ta không có nể. Và rồi chúng ta sẽ tìm đủ mọi cách để có thể nói rằng suy diễn làm sao ra những cái ý siết là hay, và lúc đó Satan nó sẵn sàng giúp cho chúng ta để chúng ta đi qua một cái chiều hướng nào đó để có thể chúng ta trở nên nhận một cái bài học sai lệch, và từ đó xuất hiện ra những tà giáo, xuất hiện ra những người tưởng chừng như am hiểu kinh thánh nhưng mà lại dẫn dắt người khác đi sai. Và chúng ta nhớ Satan nó đến nó cám dỗ Chúa Giêsu, nó cũng sử dụng kinh thánh. Và ngày hôm nay nó cũng đến, nó cám dỗ chúng ta giống như ngày xưa nó cám dỗ bà Eva. Nó cũng nói một cái điều gì đó về lời của Chúa, nhưng mà nó nói không chính xác. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có lỗ tai thuộc thể và chúng ta có lỗ tai thuộc linh, có nghĩa là chúng ta nhận được. Nhưng quan trọng nhất đó là chúng ta nghe điều đó từ Chúa, nghe từ sự dạy dỗ của chính Chúa Thánh Linh. Cho nên điều mà lại mong ước của chúng chị em đó là chúng ta học kinh thánh, dù là một cái chương trình học đơn giản nhất hay là một chương trình phức tạp, chương trình khó, chương trình cao siêu, mà chương trình có thể nói rằng cao sâu thêm đó, thì chúng ta cần phải cầu nguyện. Cầu nguyện của chúng ta. Bởi vì nếu mà mình nhờ Chúa Thánh Linh dạy mình, đấng dạy dỗ dẫn dắt mình, mở lối tai thuộc linh của mình là Chúa Thánh Linh, thì chúng ta sẽ nhận đúng sự dạy dỗ của lời Chúa. Còn nếu chúng ta không cầu nguyện thì chúng ta sẽ dễ lắm mở cái lỗ tai, cũng là lỗ tai thuộc linh của mình, nhưng mà nghe bài học nó đến từ những cái linh xấu, nó đến từ bản ngã xác thịt của chúng ta.
nó đến từ cái sự ích kỷ, cái tư lợi của chúng ta. Cho nên hãy quay trở lại, ai có tai mà nghe, hãy nghe, nhưng hãy xin cầu nguyện để Chúa dạy cho chúng ta nghe điều đúng với lời của Chúa và đúng với điều mà Chúa Thánh Linh dạy chúng ta. Bởi vì Chúa Thánh Linh ban xuống để giải bài mọi điều cho chúng ta hiểu, để nhắc chúng ta nhớ mọi điều đó và ban linh lực để chúng ta làm theo. Cảm ơn Chúa, hãy cầu nguyện thật nhiều để Chúa dẫn dắt chúng ta ngay cả khi chúng ta học những bài học đơn giản nhất. Xin chúng ta đặt câu hỏi của bài học. Bạn có khao khát được nghe và hiểu biết lời Chúa ngày một sâu nhiệm hơn không? Và nếu có, hãy cầu nguyện thật nhiều với cô chú anh chị. Hãy cầu nguyện thật nhiều để Chúa dạy chúng ta, cho chúng ta hiểu được lời của Chúa. Xin chúng ta cùng cầu nguyện, lời Chúa xin giúp con có tai để nghe, luôn khao khát lời Chúa và muốn hiểu biết lời Ngài ngày càng sâu nhiệm hơn. Xin lời Chúa bẻ trách, sửa trị, dạy dỗ con mỗi ngày. Chúa ơi, xin giúp chúng con, nhất là trong giai đoạn sơ rốt này, giai đoạn mà có nhiều tư tưởng, nhiều cái sự dạy dỗ sai lệch từ những linh xấu, từ những con người, để cho cái sự kiêu ngạo nó lên mình và đã dạy dỗ một cách sai lầm. Chúa ơi, xin giúp chúng con để rồi ngay trong việc học là của Chúa đơn giản nhất, cho đến trong những buổi học chi tiết hơn, những buổi học sâu hơn, thì Chúa ơi xin giúp cho chúng con, xin Chúa Thánh Linh ngày dạy chúng con, xin ở cùng chúng con và giúp chúng con. Thưa Chúa, chúng con cảm ơn Chúa và chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.